Đang bắt đầu nhé. Mà chúng ta học xong buổi thứ hai là cái buổi hôm trước là chỉ là cái buổi nói sơ lược về cái đối tượng mà chúng ta quan tâm của phần mềm mà của cái lập trình Scratch, đó là cái đối tượng chúng ta, là đối tượng của chúng ta là sân khấu và nhân vật. Thì hôm trước chúng ta đã biết rằng là cái lập trình Scratch nó rất là khác biệt so với lập trình bậc cao giống như là Python hay là Pascal hay là C. Là cái lập trình Scratch nó là cái lập trình mà cái nó không phải là cái đối tượng mà chúng ta quan tâm, không phải là số, không phải là sâu, không phải là mảng như là đối với lập trình bậc cao, mà nó là đối tượng của chúng ta là sân khấu, là nhân vật. Và cái chương trình Scratch bản chất nó là một cái nó là một cái kịch bản mà chúng ta là người đạo diễn, Học và thông qua lập trình mà chúng ta tạo ra cái kịch bản đó. Thế nôm na là cái toàn bộ mỗi một chương trình Scratch nó là một cái sân khấu biểu diễn, trên đó có nhân vật mà chúng ta chỉ là người mà viết ra kịch bản và chúng ta đạo diễn chương trình bằng cách chúng ta lập trình đấy. Nhưng chúng ta chú ý đó là cái điều, đó là cái điểm rất là khác biệt giữa giữa lập trình Scratch, các thả Scratch và lập trình bậc cao như là Python, như là C. Cho nên một số người cứ hỏi tôi là như vậy là trẻ con chúng ta có nên học học ngay vào lập trình Python không, hay là chúng ta phải học Scratch trước? Thì theo tôi là học sinh tiểu học và cả trung học cơ sở nữa vẫn nên học Scratch. Không phải là vì nó là cái ngôn ngữ mà được đưa vào nhà trường đâu, trong chương trình chính đâu, mà đây là một lập trình rất là hay, rất là phù hợp với lứa tuổi học sinh, nhất là học sinh tiểu học. Nó tạo ra cái sự hấp dẫn rất là lớn đối với trẻ con. Cái tư duy lập trình của nó có nét giống nhưng mà có nhiều nét nhiều cái sự khác biệt rất lớn so với lập trình bậc cao như là Python hay là hay là Pascal đó. Cái nói để chúng ta hình dung nhé. Hôm nay chúng ta học xong cái bài số 2. Học xong bài số 2 là cái em tôi nói về cái khái niệm là thuộc tính của nhân vật. Đấy, một cái bài này là bài sức cũng rất quan trọng. Như vậy là chúng ta biết ở trên cái chương trình Scratch là chương trình mà chúng ta phải điều khiển các nhân vật ở trên sân khấu. Đấy. Thầy ơi, thầy Thầy lăn bật mic tăn thế ơi. À, chưa chưa Thầy chưa lăn quyết tăn đúng đấy không? thầy ơi. Thế không có tiếng rồi. À, nghe nghe rõ chưa? Alo, nghe rõ chưa? Thầy ơi. Dạ rõ rồi. À, xin lỗi, tôi nãy giờ mà tôi nãy giờ tôi nói là không âm thanh đúng không? À, thôi được, Vâng, đúng sao rồi. tôi sẽ nhắc lại một chút nhé. Đi đây Quên ạ. mất, quên mất, không lại bấm vào cái nút kia. Đúng rồi, nhầm bìa nhìn mình nhé. Như vậy hôm nay chúng ta học cái bài là bài nói về thuộc tính của nhân vật. Đây thì hôm trước tôi nói rồi là cái chương trình lập trình Scratch là cái chương trình mà chúng ta sẽ học cách là điều khiển các nhân vật trên sân khấu. Đấy. Nó có thể là có là một nhân vật, có thể là có hai nhân vật. Được chưa? Thì những cái đối tượng này này nó làm nhân vật. Đấy, nhân vật. Và ở trên một cái nền này, cái khung này là khung này người ta là chính là sân khấu. Được chưa? Như vậy là sân khấu và nhân vật là hai cái đối tượng, hai khái niệm chính ở trong cái phần mềm ở trong lập trình Scratch nhé. Đó. Và một cái chương trình Scratch ấy, một cái chương trình Scratch, tôi nhắc lại một nữa, một cái chương trình lập trình trên trên Scratch nó chính là cái nó làm kịch bản, nên nó là kịch bản cộng với đạo diễn. Chúng ta chính là người đạo diễn và sau đó chúng ta lập trình. Đấy, như vậy là nó khác. À, cái công thức này là nó rất là khác so với lập trình trên Python hay là trên trên Pascal, trên C. Cái công thức cũ trên cái môi trường lập trình bậc cao là chương trình bằng bằng là cấu trúc dữ liệu cộng thuật toán. Với là đây là công thức dành cho các bạn học sinh lớp lớn. Còn đối với học sinh cấp nhỏ hơn, cấp tiểu học và trung học cơ sở là chương trình bằng kịch bản cộng đạo diễn và cộng lập trình. Nó rất là khác biệt.
Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái phần là chúng ta mô tả những về mỗi nhân vật ở trên màn hình đó thì nó có những thuộc tính gì. Cái này các bạn chú ý nhé. Mỗi nhân vật trên ở trên màn hình nó có rất nhiều thuộc tính khác nhau. Nhá, thì bây giờ tôi xin mô tả. Như vậy mỗi nhân vật của chúng ta, nhân vật này nó có thể là người nhé. Nó có thể là con mèo, nó có thể là con chó, nó có thể là một cái hình bất kỳ. Chúng ta chỉ cần đưa nó vào sân khấu là nó thành một cái nhân vật. Để tôi sẽ mô tả là đầu tiên tôi mô tả các cái thuộc tính đơn giản nhất nhé. Thứ nhất này là thuộc tính là tên nhân vật là nó phải có tên nhân vật. Mỗi nhân vật nó có một cái tên riêng nhé. Các bạn chú ý nhất là tên này. Cái thứ hai là cái tọa độ, cái vị trí hay là cái vị trí của nhân vật đó, cái vị trí của nhân vật, vị trí của nhân vật ở trên sân khấu. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì vị trí này là gì? Cái vị trí này được thể hiện bằng hai con số là tôi đặt đặt là x và y, là toàn độ x và toàn độ y của nhân vật đó ở trên sân khấu. Bây giờ tôi sẽ mô tả lại một chút nhé. Như vậy là cái sân khấu của chúng ta nó là một hình chữ nhật như thế này. Đấy, chữ nhật như này nhé. Và theo cái định nghĩa của Scratch ấy, thì như cái chữ nhật này là nó có cái chiều dài là 480 kích thước, hay là ta gọi là 480 bước đi, hay là điểm cũng được, 480 bước nhé. Còn chiều cao của nó là 360 bước. Hay chúng ta hiểu là như vậy là kích thước của một cái sân khấu là chiều chiều rộng là 480, chiều cao là 360. Được chưa? Và nó được mô tả bởi một cái tọa độ, bởi một trục tọa độ như này. Cái điểm ở giữa điểm này là chính là điểm 0,0 nhé. Vị trí của cột nhân vật là nằm ở đây chẳng hạn, thì chúng ta hạ xuống đây thì chúng ta rõ thì đây chính là cái tọa độ x gì đây. Đây là x gì là cái khoảng cách từ cái vị trí này đến cái trục 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 giữa này, trục đứng này. Còn cái khoảng cách từ từ cái điểm này tới điểm này tới góc này theo trục thẳng đứng thì nó là y. Đấy, như vậy là x là cái tọa độ chiều ngang, còn y là tọa độ chiều thẳng đứng. Được chưa? Thì vị trí này nó là 0,0 nhé. Cái vị trí góc phải trên này này, vị trí này này thì nó là 240 và chiều cao của nó là 180. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Cái chiều các bạn chú ý là làm cái chiều ở dưới này này là cái x này phía trên này thì nó là 240 và y của nó là nó dưới này tức là -180. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là ở đây là nó có khái niệm là số trừ. Như vậy là khi mà giáo viên chúng ta mà dạy học sinh tiểu học chỗ này là rất là khó dạy đấy. Nhiều sinh tiểu học chưa biết số âm thì chúng ta có thể hiểu đây là nhìn nó là cái số trừ ở phía trước, ở phía dưới, phía dưới của màn hình nhé. Cái vị trí trái trên này thì là x nó ở cái trục x nó ở cái trái trên đây, nó sẽ là -240 và chiều cao của nó là 180. Còn cái điểm góc trái dưới này thì nó là -240 và -180. Đấy, bốn cái tọa độ này thì cái x này nó gọi là tọa độ của cái nhân vật x. Như vậy là của nhân vật hiện thời. Như vậy là mỗi nhân vật mà đứng trên màn hình ấy thì nó có một cái vị trí của nó ở trên màn hình được xác định bởi hai con số x và y, là các số nguyên thôi. Và x là chạy từ -240 đến 240, còn y chạy từ phía dưới này là -180 lên trên này là 180. Thì cái này là đối với các bạn nào sinh tiểu học rất khó hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn bắt buộc phải dạy học sinh cái này. Chúng ta có dạy một cách nào đó thì tùy các bạn, là thì các bạn dạy nào thì dạy, nhưng miễn làm sao cho học sinh vẫn hiểu được. Chúng ta đưa cái màn hình của sân khấu ra cho học sinh xem nhé. Nó như vậy đó là cái vị trí của nhân vật trên sân khấu. Thì bây giờ chúng ta cùng xem lại này. Bây giờ chúng ta quay lại cái chương trình của chúng ta nhé. Đây này, ai thì đây là con mèo đó. Thì các bạn chú ý nhé, các bạn chú ý thì cái chỗ này, ở đây là có cái, đây chính là tên của con mèo đây, tên của nhân vật đây. Chúng ta có thể là sửa lại tên của nó. Ví dụ tôi sửa, tôi để đây, tôi xóa đi và tôi viết là mèo. Như vậy nhân vật của chúng ta sẽ tên là mèo.
Như vậy chỗ này chính là chỗ mà lưu cái tên của nhân vật. Các bạn thấy không nào? Đó, chúng ta như vậy tên nhân vật chúng ta có thể thay đổi bất kỳ tùy ý của chúng ta. Tiếp theo là cái tọa độ hay là cái tâm của nhân vật thì ở đâu? Thì đây. Ở đây chính là cái đây chính là tọa độ x ở đây này. Đó, đây là y ở đây này. Vậy hiện nay ở đây nhé. Ở đây là mèo đang đứng ở vị trí là x bằng -102 và y bằng 39. Bạn nhìn thấy rõ không nào? Bây giờ tôi kéo xuống đây một tí này. Đấy, xuống đây nhé, thả tay ra này. Như vậy là x là -2 còn y là -90. Đó. Được chưa? Chúng ta đưa lên đây nhé, thả tay ra này. Thì chỗ này vị trí này là tâm của nó sẽ là x là -8, y là 142. Như vậy là nó hoàn toàn tương thích với cái sân khấu này. Chúng ta chú ý nhé. Cái sân khấu này là cái chiều ngang nhớ lại là 480 và chiều cao là 360. Và mỗi một vị trí của nhân vật sẽ được xác định bởi hai con số là x và y. Người ta gọi là x là tọa độ theo cái chiều ngang của sân khấu. X chạy từ -240 đến 240. Còn y là theo chiều dọc, chiều thẳng đứng của sân khấu. Ở phía dưới là x là y bằng -180 và phía trên là 180. Thì cái phần này là chúng ta làm dần, chúng ta sẽ quen dần, nhưng mà học sinh bắt buộc phải hình dung được cái này thì sau này chúng ta mới điều khiển được các con vật nhé. Đây, thế thì cái lệnh mà cho con vật này chuyển động là một lệnh này. Chúng ta vào cái MOOC và chúng ta có cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh là đây, lệnh là go to. Đây, go to x và y. Thế đây là cái lệnh mà cho nhân vật đó là chuyển động nhanh tới một vị trí nào đó của sân khấu. Tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ tôi gõ đây là số 0 và gõ đây là số 0. Như vậy là tôi sẽ cho con mèo sẽ chuyển động nhanh đến vị trí là tâm của màn hình. Nhân ta nháy vào đây này. Nháy vào đây là mèo chuyển động gôn nhất theo lệnh này. Nhân ta nháy vào đây này. Đó, thì mèo sẽ chuyển động vào cái vị trí tâm là 0, 0. Vậy lệnh go to xy là cái lệnh mà chuyển động. Chuyển động nhanh tới một vị trí nào đó của màn hình, một lệnh rất quan trọng. Lệnh thứ hai chúng ta chú ý, lệnh thứ hai là cái lệnh này là cũng chuyển động đến vị trí xy nào đó nhưng mà chuyển động trong bao nhiêu giây. Đó, thế lệnh này giúp chúng ta là mô tả con vật là chuyển động từ từ đến vị trí nào đó. Tôi lấy ví dụ là con mèo đang ở đây nhé. Đó, bây giờ tôi sẽ điều khiển con mèo là chuyển động từ từ trong một giây đến vị trí tâm màn hình nhé. Tôi làm như nào? Tôi dùng lệnh là glide một second, đây là 0, 0 ở đây. Đó, bấm vào đây nhé. Thì mèo sẽ chuyển động từ 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 vị trí này đến vị trí tâm. Bấm vào đây này. Thấy chưa? Nó chuyển động từ từ đến tâm. Đó. Thì như vậy đó là game, như vậy là chúng ta biết cái game đây là hai cái lệnh là chuyển động đến một vị trí cố định ở trên màn hình. Đó. Đấy thì đó là cái khái niệm thứ hai, là cái thuộc tính thứ hai rất quan trọng là tâm của nhân vật. Các bạn chú ý nhé, có thể ghi lại để nhớ lại. Cái thuộc tính thứ ba theo tôi là rất quan trọng nữa, là khái niệm rất quan trọng nữa là khái niệm là hướng. Đó, cái này là cái rất quan trọng. Mỗi một nhân vật luôn luôn là có cái hướng của mình, hướng đi đâu đó. Được chưa? Thì đi hướng là như thế này. Đây tôi vẽ lại cho chúng ta hình dung nhé. Hướng là luôn luôn là một cái mũi tên chỉ hướng nhân vật đây của chúng ta đây nhé. Thì mặc định là nó hướng về phía này. Đây là mặc định nhé. Nhưng mà nhân vật của chúng ta được quyền là xoay bất kỳ theo hướng bất kỳ ở đây. Thế như hình tròn như này này. Đấy. Thì cái hướng này này là cái hướng mà là 90 độ. Chúng ta chú ý nhé. Hướng thẳng lên trên này là hướng 0 độ. Hướng sang bên này là -90 độ. Còn hướng xuống thế này là hướng là 180 độ. Đấy, như vậy là đây là không, nó sẽ kiêm hướng nhé. Hướng là nó là chính là một cái góc bất kỳ. Từ 0 từ 0 đến 360 độ, hoặc là từ 180 đến -180 đến 180 độ. Cái hướng này là nó
là như sau này, là hướng, nếu hai hướng mà là trừ nhau bằng 360 thì nó là vẫn là một hướng. Nó gọi cái hướng này là cái giá trị hướng này, gọi là giá trị, nó gọi là tuần hoàn. Tức là góc một cái hướng nhé. Một cái hướng alpha, một cái hướng bằng là một số alpha, và một cái hướng thứ hai bằng là alpha cộng hay là trừ 360 thì nó là một, hai cái này nó là một luôn. Như vậy suy ra nhé. Như vậy là như này nhé. Đây, ở đây là 0 độ này, đây là 90 độ này, đây là 180 độ, thì cái hướng này này là hướng trừ 90 độ hay là chính là hướng là 270 độ, tức là một. Còn hướng này là 0 độ hay là 360 độ thì nó là một. Cứ hiệu của nhau nên là 360 thì là hợp lý nhé. Thì mặc định khi mà nhân vật của nó, khi chúng ta tạo ra nhân vật mới tinh mà đưa vào sân khấu thì luôn nó hướng về hướng là hướng sang bên phải, chính là hướng 90 độ. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi để cho các bạn xem nhé. Đây, hiện nay con mèo của chúng ta đang là quay về hướng đây, là hướng là 90 độ ở đây. Ở đây này, đây chính là cái vị trí, đây là hướng nhé. Chúng ta có thể xoay này, xoay giảm cái này, giảm về 0 độ. Đấy, thấy chưa, nó quay lên trên chưa? Đây chính là 0 độ nhé. Hướng lên trên là 0 độ. Chúng ta đi lùi này, giảm giảm giảm. Đây là hướng là trừ 90 độ. Được chưa? Bia xuống xuống xuống. Ở vị trí này chính là hướng là trừ 180 hay là tương đương của nó là 180 độ. Xong quay về đây, nó là 90 độ. Thấy không nào? Đấy, cho nên là con mèo là con vật nào cũng vậy, là có một cái hướng cố định, cố định. Đó. Thì như vậy là hướng hướng cũng là một cái thông số rất quan trọng của nhân vật. Như vậy chúng ta sẽ điều khiển nhân vật chuyển động trên mặt phẳng sân khấu thông qua hai khái niệm. Một là khái niệm là hướng, hướng 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 về đâu. Hai là cái khái niệm là cái tọa độ của nhân vật đang ở đâu. Chúng ta chú ý nhé, cái này là cái rất quan trọng. Thì chúng ta chú ý đây. Lệnh move này là cái lệnh là nó sẽ đi về phía trước, đi về hướng của nó đấy. Một đoạn là bao nhiêu bước? Đấy, thế có nào? Bao nhiêu bước? Giả sử tôi để con mèo ở sát bên trái này nhé. Đây. Thì tôi sẽ cho chạy làm ví dụ như là 240 mà 40 bước về phía trước, nó sẽ chuyển động sang bên phải luôn. Vì ngang của màn hình chính là 480 mà. Tôi chạy thử nhé. Lệnh move này là lệnh chuyển động về phía trước. Về phía trước là bao nhiêu bước? 240 bước là đúng chiều rộng của màn hình đây. Và vấn đề này, nó sẽ chuyển động ngay về về về, về bên 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 phải nhé. Đấy. Xin lỗi. Chiều ngang của cái màn hình là 480 chứ. 480 nhé. Đây. 400 240 là một nửa thôi. 480 nhé, vì tao để ở đây này. Đấy. Bây giờ tôi bấm lại lại nó sẽ chuyển động về bên phải ngay. Đó. Thấy không nào? Đấy, cho nên là cái lệnh mà về hướng thì có cái lệnh là move, là di chuyển về phía trước theo hướng của mình. Ngoài ra nó còn có cái lệnh sau đây. Đây là lệnh là xoay phải bao nhiêu độ. Xoay phải, lệnh này rất quan trọng. Xoay phải. Đây là lệnh là xoay trái, rất quan trọng. Xoay trái. Còn đây là lệnh là nó, chúng ta có thể chỉ ra nó đi về, nó quay về hướng nào. Mặc định của nó là 90 độ. Tôi có thể là tôi muốn cho nó xoay hướng là 45 độ, là hướng bên phải một tí nhé. 45 độ là hướng này này. Bấm lên này. Đấy, là mèo sẽ quay về hướng 45 độ ngay. Nhìn thấy không nào? Đó. Như vậy là cái hướng là một cái thông số rất rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên những cái này, chúng ta sẽ cùng nhau làm một số các bài thiết kế các cái chương trình đơn giản, thiết kế các cái gọi là cái kịch bản đơn giản, tập trung vào hai khái niệm chính, hai thuộc tính chính của con vật, một là hướng, hai là tọa độ. Các bạn chú ý nhé, cái này là rất quan trọng luôn. Bây giờ như này, bây giờ như sau, bây giờ tôi muốn là ban đầu mèo sẽ đứng ở ở vị trí này, ban đầu vì ở vị trí này, được chưa? Sau đó mèo sẽ và xoay về hướng bên 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 phải. Sau đó mèo sẽ đi sang bên phải gần tới bên này, xong mèo quay trái đưa lên trên này, xong quay trái nữa sang bên này, xong xuống đây, xong quay ra. Như vậy là mèo vừa đi vừa xoay đúng một vòng quanh cái sân khấu, thì làm như thế nào? Hay làm như sau, cùng bọn chúng ta làm nhé. Chúng ta phân tích đây là vị trí ban đầu của mèo sẽ để ở đây, là ở đây này. Đó,
Vị trí này là vị trí này là vị trí này là vị trí là đây là x là trừ 171 nhé, và y là 83. Đây tôi làm như sau, để tôi vào chương trình đây nhé. Bắt đầu với chương trình đây. Tôi cho mèo là gì, tôi di chuyển mèo đi vị trí này âm 1 trừ 171 và trừ 83 là vị trí này. Sau đó tôi cho mèo là gì, tôi cho mèo là xoay về hướng bên phải là 90 độ. Và đây là cái vị trí ban đầu. Bây giờ tôi sẽ cho mèo là di chuyển sang bên phải một cái đoạn nào đó, xong quay trái. Tôi làm như sau nhé, tôi cho mèo là move về phía trước một cái đoạn, ví dụ như là 200, khoảng 200 mà là 400, 400 là đi về sát bên phải, được chưa? Sau đó mèo sẽ xoay trái để đi lên trên. Mèo sẽ xoay trái, các bạn chú ý nhé, mèo sẽ xoay trái là 90 độ, 90 độ. Các bạn cùng làm với tôi nhé. Đây là cái phần đơn giản và nó rất ban đầu, nó rất quan trọng luôn. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Mèo quay về nó đi về bên phải này. Vì ban đầu mèo nó quay xoay bên phải, mèo đi về bên phải là 400 bước. Sau đó là mèo xoay xoay trái 90 độ. Sau đó là mèo đi về phía trước. Ví dụ đi về phía trước là 120 bước. Sau đó mèo lại lại rẽ trái là xoay trái là 90 độ lần hai, 90 độ. Sau đó mèo lại đi về phía này, đi về phía phía trước mặt là 400 400. Sau đó mèo lại quay trái 90 độ 90 độ nữa. Sau đó mèo là đi xuống là dùng cái lệnh này, dùng đi về phía trước là một. Bên đây là một này, hai này, đúng không? Đi về phía trước là 120, và cuối cùng là mèo là xoay trái 90 độ nữa. Đấy. 90 độ nữa. Đấy, chứ này như vậy là mấy lần nào? Đi về này, chỗ này nhá, các chú ý nhá. Chỗ này là đi sang phải xong là xoay trái. Giống lệnh thứ hai này là đi lên lên trên xong xoay trái. Lệnh thứ ba này là đi sang bên trái xong nó xoay trái. Lệnh này là đi xuống. Vậy chỗ này là đi đúng một vòng rồi, đúng một vòng, đúng một vòng, và về vị trí cũ. Đây, chạy thử nhé, chúng ta không thấy gì cả vì nó rất là nhanh. Cho chạy thử ở đây này, nó rất là nhanh. Bây giờ muốn để nhìn thấy được, chúng ta sẽ phải đưa vào đây các lệnh để dừng lại, cho nhìn lại ra thấy rõ. Chúng ta vào control cho chọn cái lệnh là wait, là lệnh chờ. Lệnh này mà tính nó sẽ chờ. Chúng ta đưa vào đây, chúng ta đưa vào chỗ này một cái way này, cái way thứ hai là nằm ở đây này, cái way thứ ba nằm ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta chèn vào đây ba cái lệnh way thử nhé, chạy này. Đấy đấy, sang ngang xuống, thấy chưa nào? Đó thì đó là cái chúng ta chú ý nhé. Bây giờ như vậy là tôi vừa mô tả đây là cái chương trình cho mèo chạy mà một vòng xung quanh sân khấu. Nhưng mà vì cho thấy nhé, ở đây nó có cái nhóm lệnh này nó rất là giống nhau, một nhóm lệnh này, hai nhóm lệnh này, hai nhóm lệnh, và đây là ba nhóm lệnh nhé, nó rất là giống nhau. Cho nên là tôi sẽ mà dùng cái lệnh điều khiển gọi là lọc, chúng ta kéo ra cho phép là lập 4 lần. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ những cái này ra, bỏ những cái này ra, bỏ cái này ra, và chúng ta đưa cái này vào đây đó. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ được một cái lệnh, chúng ta có đi là 4 lần thì mèo nó sẽ đi vòng quanh sân khấu đúng là 4 lần thật. Một lần như vậy nó đi sang đi về phía trước là 400, xoay trái 90 độ. À chưa xong. Để tôi sửa lại một chút nhé. Lên trên thì nó phải khác đi một chút, nhầm. Chúng ta múc phải múc múc lên trên là 120. Trong 20 sau lại xoay, sau đó lại xoay, sau đó lại xoay. Thì như vậy chỗ này nó không phải là chỗ này lại xoay trái 90, như vậy là không phải là vì nó không vuông, cho nên đây sẽ chỉ lặp 2 lần thôi. Bây giờ thêm một cái lệnh nữa ở đây nhé, là cái lệnh quay này. Đấy, chạy thử đây. Đó, để vào đây nhé. Bây giờ làm chút cho đẹp hơn này. Chúng ta không để ở đây là 400, để ở đây là 350 thôi, cho nó là cũng đủ rồi. Chúng tăng lên cho ta để tăng lên là 150. Nhưng mà là chốt lại là cái này nhé. Chị thử này.
đẹp hơn nhiều đúng không? Đó. Đấy, như vậy đây là một đoạn chương trình ngắn để mô tả kèo nó di chuyển xung quanh màn hình theo chiều ngược kim đồng hồ, từ góc trái dưới xong sang bên phải, xong quay lên, xong quay sang, xong quay xuống. Thì tất cả cái lệnh này là suy ra là từ cái tính chất hướng của con mèo. Để tôi ghi lại nhé, tôi ghi cái này vào trong máy tính của chúng ta. Hôm nay chúng ta là cái bài hôm nay là B2. Đây là bài đầu tiên là cái bài là mèo mèo đi quanh sân khấu nhé. Đó. Thấy chưa? Vì cái bài này là làm chúng ta mô tả là mèo sẽ sang phải, là mèo sang phải là 350, xong đi lên là 150. Vì nếu mà chúng ta để mà mèo nó sang phải mới đi lên ấy là bằng nhau thì nó thành hình vuông ngay. Bây giờ tôi làm lại bài này nhé. Bài tôi làm lại, bây giờ tôi sửa lại một chút cái bài này. Tôi để là mèo đi sang phải là 150 thôi. Là 150. Đó. Sau đó là quay trái 90, ở đây có đây cũng là 150, chứ tôi có thể bỏ con này ra. Và tôi để cái này là 4 lần. Thì đây chính là cái lệnh mà lệnh lặp này là gì? Là mèo đi theo hình vuông. Và như vậy là cần lặp 4 lần, chạy thử chọn xem nhé. Đây này. Đấy. Đấy. Như vậy là 4 lần. Đó. Thì bài này tôi sửa một chút thôi, là tôi có lệnh lặp 4 lần. Vẫn là suy từ cái tính chất là mèo là về khái niệm hướng của mèo rất quan trọng. Để tôi ghi lại bài bài số 2 là mèo mèo đi theo hình vuông quanh sân khấu. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta chú ý nhé, là mỗi nhân vật nó có tên của nó này, nó có tên này, nó có tọa độ này, tọa độ nhé. Rồi, thế bây giờ mà biết chúng ta khai thác thêm như này để chúng ta hình dung nhé. Vậy đây là con mèo. Thế bây giờ tôi muốn như sau này, ta làm bài khác. Tôi muốn là để con mèo ở đây và bây giờ cho mèo chuyển động vô hạn ở trên màn hình thì như thế nào? Nếu mà mèo mà chúng ta cho chuyển động vô hạn ấy thì nó sẽ đi ra xa mãi, đi ra xa và nó không bây giờ sửa như này. Bây giờ tôi cho mèo chuyển động vô hạn, tôi có để mèo ở đây nhé. Bây giờ tôi sửa như sau, tôi bỏ cái này đi và tôi làm cái lệnh sau đây. Đây, tôi làm cái lệnh như thế này. Tôi làm cái lệnh là, đây là cái lệnh là forever, là cái lệnh tạo phòng lặp vô hạn. Thì là ở bên trong này có cái lệnh đó thì nó thiện thiện vô hạn. Thì các bạn chú ý đây là một cái lệnh rất là hay và rất hay sử dụng ở trong Scratch. Mà cái lệnh này các bạn thấy nhé, đối với lập trình bậc cao ấy thì rất rất hạn hữu dùng cái vòng lặp vô hạn, hầu như không bao giờ. Đấy, tôi đưa cái là cái vòng lặp là while true ở trong Pascal đấy, nhưng ở trong Scratch thì lại dùng rất nhiều cái vòng lặp vô hạn này. Và cái này không chỉ đúng với Scratch mà đúng với tất cả các bạn mà nếu mà sau này các bạn làm quen với lập trình robot ấy, thì lập trình robot là dùng rất nhiều vòng lặp vô hạn. Cho nên ở đây chính cái chỗ này là chỗ mà Scratch nó giống với robot. Hôm trước ta nói đấy, là cái Scratch là cái môi trường lập trình mà nó có nét giống lập trình bậc cao, giống như là C và Python, nhưng nó có nét giống lập trình robot. Nó là cái chung chung đấy. Là nó đâu đó nằm ở giữa robot và lập trình bậc cao. Và đặc thù của cơ robot là chính là cái lệnh lặp vô hạn này. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái lệnh lặp vô hạn là lệnh rất hay sử dụng ở trong Scratch. Chúng ta tìm hiểu sau, càng sau chúng ta sẽ càng hiểu vì sao là cần cái lệnh forever này, phòng lặp forever này. Nhưng bây giờ tôi mô tả luôn ở đây nhé. Bây giờ giả sử tôi có lại sau đây, giả sử tôi cho một lệnh là move 10 như này. Thì lệnh này như sau, lệnh này sẽ cho cái lệnh move 10 bước này là vô hạn lần. Và mèo sẽ đi phía trước là 10 bước, lại 10 bước, 10 bước nữa và vô hạn lần thì nó sẽ đi ra ngoài sân khấu và không được dừng lại cả. Chạy thử cho bạn xem nhé.
Bây giờ đề này là 5 điểm, 5 năm không có 5 nhé, chị thử này, bước vào đây này. Để vào đây chị thử nhé. Đấy. Ra ngoài và nó đứng và nó ra ngoài mãi, thực ra là vì máy nó không điều khiển được nó đứng này mãi. Đấy thì như vậy là cái lệnh này như vậy cái ở trong chúng ta chú ý nếu chúng ta dùng một cái lệnh là vô hạn mà nhân vật mà ra ngoài sân khấu thì chúng ta rất là khó điều khiển. Cho nên là phần mềm nó cho phép ở trong Scratch cho phép chúng ta mình rất hay là nếu gặp sân khấu thì tự động nó sẽ bật trở lại đây. Chúng ta chú ý vào cái nhóm motion ở đây và có một cái lệnh rất quan trọng là lệnh này. Đây là cái lệnh mà nó cho phép là gì? Nếu mà một nhân vật mà di chuyển mà ra khỏi sân khấu thì tự động là lộn trở lại. Và khi lộn lại thì nó sẽ quay, nó quay 180 độ luôn. Chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để lệnh này vào dưới lệnh này. Thì con vật, con mèo nó sẽ di chuyển. Khi gặp sân khấu thì nó sẽ quay trở lại và nó sẽ quay trở lại mãi mãi. Thì cho bạn xem lại cái chương trình này nhé. Nhưng đây là cái lệnh là cho mèo di chuyển vô hạn ở trong sân khấu. Bấm thử này. Đấy. Di chuyển nó sẽ quay lại. Đấy. Khi quay lại là nó sẽ lộn là 180 độ cho nó ta thấy đứng bị ngược xuống thấy không nào? Đấy. Thì tôi sẽ nói sau chỗ này. Đấy. Đây là cái lệnh mà con mèo sẽ di chuyển vô hạn lần ở trên trên màn hình. Ở trong Scratch cái lệnh này dùng rất là nhiều. Gặp cạnh thì quay lại. Thấy không? Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi sẽ có cái lệnh sau đây. Bây giờ khi mà ở đây khi ban đầu thì mèo sẽ quay về bên phải. Chuyên mà khi gặp là 90 độ, khi mà lộn trở lại thì nó sẽ thành là trừ 90 độ nhưng mà nó quay xuống dưới. Thế bây giờ tôi muốn làm sao mà khi mà đây tôi để một góc khác đi, tôi để ở đây là 45 độ đi, tôi thấy nó sẽ khác nhé. Đấy, chạy thử này. Đấy, thật ra là không phải nó gặp cạnh, không phải là lộn 180 độ, mà khi mà gặp cạnh thì nó sẽ phản xạ theo kiểu là đối xứng gương, thấy nó đúng hơn, thấy không nào? Đó. Thì đây là cái như vậy cái lệnh chúng ta chú ý công lệnh mới chúng ta mới gặp là cái lệnh là if on edge bounce. Lệnh này là như sau, tôi mô tả ý nghĩa của nó nhé. Khi mà gặp lệnh đó thì máy là như sau. Đây là sân khấu đây. Khi nhân vật mà chuyển động theo hướng này nhé, nhân vật chuyển hướng này thì góc này là góc của nó đây, thì khi gặp đến đây thì nó sẽ lộn trở lại theo hướng là lộn trở lại theo hướng là đối xứng qua gương này, nó đối xứng qua gương. Góc này là góc đó thì hai góc này là bằng nhau. Đấy. Thì nếu mà đi ngang thì nó quay lại là nó sẽ quay lại như thế này. Đấy. Nó còn đi như này nó sẽ là lại như này. Góc đi các hướng đây hướng phản xạ đây. Thì cái lệnh là if on edge bounce là cái lệnh mà nhân vật khi gặp cạnh thì nó sẽ bật phản xạ lại theo nguyên tắc là phản xạ gương. Mà góc nó sẽ thay đổi đó, thấy không? Và đây chính là cái lệnh mà chúng ta mô tả lại nhé. Đây này, thấy không nào? Tôi quên mất, tôi chưa đưa cái này vào đây nhé. Thế đây là cái lệnh mà cho mèo là chuyển động mà vô hạn ở trên màn hình. Thì đối với lệnh vô hạn này thông thường chúng ta sẽ đặt bắt đầu như sau: đặt cho mèo nằm ở vị trí là 0 và 0 và vô hạn. Thấy chưa? Đấy, thì đây là một cái chúng ta nhìn rất là rõ. Thì đối trường này thì là cho mèo nó xoay ngược thoải mái đi. Đấy. Được chưa? Đấy. Được rồi, thì bài này tôi ghi lại nhé. Đây là cái bài số 2, bài tiếp theo để mô tả cái thông thường khi mô tả nhân vật chuyển động vô hạn trên màn hình thì nó chính là như thế này. Đó. Được chưa? Thì tôi ghi lại cái bài này. Là cái bài tiếp theo là mô tả là mèo chuyển động vô hạn trên sân khấu nhé. Một cái bài rất là hay. Chúng ta thấy chưa? Đó. Thông thường ấy, tôi thêm một chút chứ. Bây giờ tôi nói sang tiếp theo một cái ý khác là
Thông thường khi bắt đầu trò chơi thì như thế này, để tôi lấy ví dụ nhé. Thông thường trò chơi thì khi mà chúng ta dùng cái sự kiện là nháy nháy vào cái em nháy nháy vào cái lá cờ này thì thực ra chỉ xác định vị trí ban đầu của mèo thôi. Còn cái chỗ này này là cái chỗ là tạo ra cái game thực sự là mèo chuyển động vô hạn trên màn hình, góc cạnh thì quay lại. Thì thông thường rất nhiều trò chơi làm như sau: nút cái nút lá cờ nháy vào thì là để cho nhân vật là xác định cái vị trí ban đầu, còn trò chơi thường bắt đầu bằng khi chúng ta bấm phím cách. Đấy, thì như vậy là khi chúng ta bấm phím cách, phím phím space đấy, thì nó tạo ra một sự kiện nữa. Đó. Cho nên là tất cả các cái chương trình tương tác của Scratch ấy đều là bắt đầu bởi một cái sự kiện nào đó. Đấy, như vậy nhé. Vì tôi nhắc lại một chút về khái niệm sự kiện. Đấy, sự kiện nó là khá quan trọng nhé. Đây. Tức là ở trong Scratch thì tất cả các chương trình đều bằng một sự kiện nào đó. Thì chúng ta sẽ hiểu sau sự kiện này nhé. Đấy. Ví dụ như là click vào, nháy vào cái lá cờ màu xanh thì người ta quy định là đây là bắt đầu một chương trình. Trong mọi mọi chương trình của Scratch thì nháy vào lá cờ là bắt đầu một cái chương trình mới nhé. Nhưng mà trong rất nhiều trò chơi thì nháy vào cái này nó chỉ là xác định cái vị trí ban đầu của các nhân vật thôi, coi như là thiết lập, nôm na là thiết lập cái vị trí ban đầu, được chưa? Tức là nôm na khi mà nháy vào lá cờ thì tương đương là gì? Tương đương là đạo diễn ra lệnh là tất cả nhân vật vào vị trí ban đầu. Nhưng mà lúc đó là cái cửa sổ, cái phông của sân khấu lại vẫn chưa mở ra. Thông thường như vậy. Khi mà đạo diễn bấm gõ cái trống thì khi mà cái phông phông nền của sân khấu mở ra thì lúc đó mới bắt đầu với cái kịch bản, bắt đầu cái trò chơi. Thì thông thường ấy, là bình thường đối với chúng ta thì là bấm phím space, thông thường nhé. Thì phím space, khi bấm phím space ấy, thì là bắt đầu trò chơi. Đấy nhé, là chú ý hai cái này nhé. Thì cái nháy vào lá cờ nó là một sự kiện, còn bấm phím space nó cũng là một sự kiện, thì thông thường là như vậy. Nhưng mà đấy là đối với chương trình tương đối là bài bản là như vậy. Còn chúng ta mới thì chúng ta có thể làm ngay, là chúng ta có hiểu hiểu ngay là chúng ta vẫn coi như là nháy lá cờ là vừa là bắt đầu chương trình luôn, vừa là thiết lập chỉ ban đầu, vừa là bắt đầu chương trình luôn. Để tôi mô tả cái thao tác là khi bấm phím space mà bắt đầu chương trình là như thế nào nhé. Đấy, như vậy là nháy lá cờ là một sự kiện, còn bấm phím space lại là một sự kiện khác. Đấy, là một sự kiện khác. Đấy, thì cách mô tả sự kiện là như thế này. Đây, chúng ta vào cái events là cái chỗ mà chứa các lệnh liên quan đến sự kiện. Thì tất cả các sự kiện là cái lệnh mà nó có cái hình tròn ở trên này này. Đấy là cái nơi mà bắt đầu một cái đoạn chương trình con. Đấy, đây này, đấy, chương trình con nhé. Thì đây chính là cái lệnh mà để tạo ra sự kiện là bấm phím space nhé. Space ở đây nhé, chúng ta đưa cái này vào đây. Đó. Thấy rõ chưa? Đó. Đợi tôi một chút nhé. Alo. Hai đây, hai đây. À chú ạ, chuyện nghe. Vâng, cho anh. Vâng, cho biết rồi. Vâng. À thế. Vâng. Vâng. Vâng.
Được rồi, như vậy chúng ta thấy nhé. Như vậy là gì? Chúng ta thấy ở đây là trong cái cửa sổ của mèo có hai sự kiện. À, chúng ta chú ý nhé. Sự kiện là nháy nháy chuột là sự kiện là bắt đầu chương trình, hay ở đây chúng ta là thiết lập các vị trí ban đầu của nhân vật. Đó. Còn sự kiện là bấm phím space là bắt đầu chương trình. Thấy không nào? Như vậy là ở trong mà cho thấy suy ra thì ở trong cái phần lập trình của các nhân vật ấy thì bao giờ cũng gồm các cái đoạn lệnh mà bắt đầu bằng một sự kiện. Các bạn chú ý nhé, đây là cái mô hình lập trình giống như của robot, nó khác hẳn cái tư duy lập trình của cái Python hay là trình bày cả, nó rất là khác biệt. Mà cái này là cái rất hay của Scratch. Như vậy là ở chỗ này có thấy đây chính là cái đoạn chương trình mà chạy khi mà bắt đầu một sự kiện là bấm phím space. Còn đây là cái sự kiện là nháy chuột. Đó. Chúng ta làm chạy thử nhất, chúng ta bấm đây này. Vậy thì đây là con mèo sẽ nằm ở vị trí ban đầu. Bây giờ chúng ta bấm space nhé. Bấm space mới bắt đầu chương trình. Đó, thì đây mới là cho các bạn xem đây. Nhưng mà đây là một cái trình đơn giản thôi, nhưng mà nó rõ ràng phân ra là hai cái lớp lang rõ ràng. Cái lớp mà nháy phím nháy cái lá cờ là chuẩn bị bắt đầu cho chương trình, chuẩn bị thôi, tất cả vào vị trí và bắt đầu chương trình là phím space. Đó. Thì tôi ghi đây lại để cho các bạn nhớ nhé. Một chương trình rất đơn giản thôi, nhưng mà nó là cái này, chương trình này là chương trình là mèo di chuyển, tôi ghi lại số 2 đi để phải phân biệt với cái đó. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cái mà cái thông tin khác liên quan đến là tiếp tục mà liên quan đến tìm hiểu cái thuộc tính của nhân vật. Như vậy là gì? Tạm thời điểm thì mèo luôn có hướng của nó này, đây là hướng này. Hướng chính là chỗ này này, đây là hướng đây nhá. Còn tốc độ của nó đây này, tốc độ của nó là vị trí này là đây là x, đây là y. Được chưa? Đấy. Thì như sau. Thì chúng ta vào motion, chúng ta chú ý, chúng ta kéo xuống thì nó có những cái lệnh sau đây. Đây là những lệnh chúng ta có thể lấy ra được thông tin của bằng lấy ra được thông tin của tốc độ xy của nhân vật bằng sau đây. Chúng ta chú ý nhé. Đây là gần như là một cái hàm, nhưng mà như là một cái biến ấy, nhưng mà chúng ta cho biến cái hàm này là luôn trả lại cái giá trị là tốc độ x của mèo. Còn đây là luôn trả lại tốc độ y của mèo. Hai cái này là rất quan trọng. Tiếp theo, chúng ta có thể điều khiển đây như sau. Điều khiển cái lệnh này là cái lệnh là đặt x bằng bằng bao nhiêu, đặt y bao nhiêu. Nhưng mà đây là cái lệnh đặt cụ thể hơn cho từng tọa độ một. Đây là đặt x bằng bao nhiêu, đặt y bằng bao nhiêu. Đây là lệnh rất quan trọng. Lệnh nữa là lệnh này. Cái lệnh này là lệnh là thay đổi giá tọa độ x là bao nhiêu. Nhưng ta để x là đây và là x là số dương thì nó sẽ chuyển sang bên phải. Còn để x là âm nó chuyển sang bên trái. Mình ta để là x đây để trên x by là -10. Chúng ta nháy vào, mèo nó sẽ chuyển sang bên trái. Đó, thấy không nào? Còn cái lệnh này là trên y by là thay đổi tọa độ y của mèo. Nếu mà để số dương thì mèo sẽ nhảy lên trên. Còn để âm thì mèo sẽ chui nhảy xuống dưới. Vì tôi để là trên y by 30 chẳng hạn, nó sẽ lên này, nó sẽ lên. Đấy. Còn tôi để mèo đây nhé,
Tôi để mèo đây là trên e-byte trừ 40, nó sẽ nhảy xuống, nó sẽ tụt xuống. Đấy. Đây là cái lệnh mà điều khiển mèo chuyển động theo riêng tọa độ x, y. Đây là cái lệnh rất rất quan trọng. Đó. Tất cả nó đều tập trung vào cái thuộc tính của mèo nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập tiếp theo là như thế này. Bây giờ tôi làm cái bài mà bài sử dụng những cái này nhé, new đây. Bây giờ tôi muốn để như sau. Tôi muốn để cho mèo bắt đầu, mèo sẽ ở vị trí này và mèo sẽ di chuyển từ phải sang trái màn hình, được chưa? Nhưng mà tôi muốn đến sau này mèo di chuyển sang 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 phải màn hình, khi gặp cạnh ở bên này này thì mèo lại quay lại ở bên trái và cứ thế đi tiếp, mèo sẽ di chuyển liên tục mà từ trái sang phải màn hình, hết màn hình lại quay về bên bên trái, cứ như vậy đi nhé. Để mình chúng ta mô tả thử lại nó xem như thế nào nhé. Đấy. Bây giờ cái bài này cho hay hay nữa thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ vẽ trên sân khấu một cái hình mà như là cái mảnh đất ấy, và mèo sẽ di chuyển trên mảnh đất đó từ trái sang phải. Đó, tôi thử cho bạn xem nhé. Đây, bây giờ muốn vậy thì chúng ta sẽ kết hợp, chúng ta sẽ vẽ hình trên cái sân khấu. Các bạn bấm vào sân khấu đây. Đấy. Và các bạn vào cái nút là backdrop thì ở đây là cho chúng ta là vẽ cái nền sân khấu trực tiếp. Bài trước chúng ta học là chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta có thể mở thêm các cái hình ảnh sân khấu khác. Mà bây giờ tôi sẽ bài tôi học cái bài này, chúng ta sẽ vẽ lên sân khấu. Thì tất cả những người lập trình Scratch bắt buộc phải học thuộc và thành thạo cái màn hình này, cái màn hình mà vẽ này. Vì đối với lập trình Scratch thì nhắc lại là cái sân khấu và cái nhân vật là hai cái đối tượng quan trọng nhất mà chúng ta phải làm việc với các sân khấu nhân vật đó. Thì không phải bao giờ nhân vật cũng có sẵn, không phải bao giờ là nền cũng có sẵn, mà chúng ta cần nhiều khi chúng ta phải vẽ lấy chúng ta dùng phần mềm đồ họa chúng ta vẽ. Thì trên màn hình trên trong phần mềm Scratch nó có sẵn một cái cửa sổ để vẽ đồ họa rất là hay. Thì cửa sổ vẽ đồ họa nó có hai chế độ vẽ đồ họa, một là đồ họa vector, hai là đồ họa bitmap. Đấy, cái đó là hay như vậy, nó có hẳn hai chế độ để vẽ đồ họa nhé. Thì bây giờ tôi sẽ khi chúng ta mở ra bất kỳ một cái chúng ta vào ở đây tôi đang vẽ sân khấu thì mặc định là máy là vẽ ở chế độ là vẽ vector. Nhưng bây giờ tôi vẽ cái đường thẳng ở chỗ này này và tôi vẽ cái đất liền đây, thì đơn giản tôi sẽ chuyển bấm đây để chuyển sang chế độ là vẽ bitmap. Bước vào đây nhé. Các bạn có thể vẽ vector cũng được, bitmap cũng được, nhưng mà khi vẽ cái mặt đất ý, thì tôi thường hay dùng chế độ là bitmap. Chúng ta bấm vào đây. Rồi, thì ở đây là cái chế độ làm vẽ là bitmap. Hai chế độ này nó hơi giống nhau. Mà tuy nhiên là nó có sự khác biệt rất lớn, thì các bạn phải học rất nhiều thì các bạn mới thạo được nhé. Rồi, thế thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ dùng cái lệnh này, tôi sẽ kẻ một đường thẳng trên màn hình để mô tả cái mặt đất của nó. Tôi bấm vào đây nhé. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn màu, cái màu của cái nét vẽ đó. Đây là chọn cái độ lớn của nét vẽ. Bây tôi tăng cái nét vẽ lên là 20 chẳng hạn, độ dày đó là 20. Và đây chọn cái màu của nó là màu nâu nhá. Đây, chúng ta bấm vào đây này. Đấy, thì nó có ba cái này. Cái này là, đây là cái chế độ nó có ba cái là màu này, saturation là độ bão hòa và brightness là độ sáng tối nhé. Ở bên này là sáng, bên này là tối này. Thì chúng ta cứ để hẳn sang sáng hết đi, để hẳn sang bên phải đi. Thì đây chủ đề là chọn màu thực sự nên cho tiện nhé. Cái phần này thì khó một chút nhưng mà nhắc lại nhé, chúng ta để cái dòng thứ hai là saturation để hẳn sang bên phải là 100 này, là độ bão hòa. Cái brightness chúng ta để hẳn sang bên phải chỉ là cái độ sáng nhất, độ sáng trắng của nó để là 100. Còn đây thì chúng ta sẽ di chuyển để chuyển tìm màu chúng ta muốn. Đây, tôi để màu này nhé. Cái màu này là màu tôi vẽ một cái đường thẳng từ trái sang phải với cái độ dày là 20. Rồi, bây giờ tôi sẽ kéo xuống đây. Tôi để ở chỗ vị trí này. Và tôi bấm phím Shift và tôi sẽ kẻ một đường thẳng. Đó. Đường thẳng nhé. Đấy. Tôi thả đây ra. Và như vậy tôi vừa vẽ một cái đường thẳng. Bây giờ dưới này tôi sẽ tô cái màu xanh, tôi sẽ chọn màu xanh ở đây, chọn màu xanh đấy, và tôi chọn cái đây là chức năng là tô màu. Bấm vào đây, tôi sẽ tô màu được phía dưới. Ôi
Nữa tôi chưa vẽ chưa xong, tôi bắt đầu tôi làm lại nhé, tôi bấm phím Ctrl Z tôi làm lại một chút này. Bây giờ tôi vẽ lại chỗ này. Đợi một chút tôi về vẽ lại cái này một chút nha. Tôi có thể dùng loại này tôi xong rồi tôi vẽ lên là vì sao tôi vẽ chưa được không? Vì nãy là tôi không để là tôi phải quên mất, tôi không để cho nó nhỏ đi một tí này. Đấy, nó chưa hết nhé. Vì tôi phải xóa cái này đi. Cái này xóa dễ, dùng cái này để xóa nhé, dùng cái này để xóa này, dùng cái này để xóa nhé. Đấy, xóa được nhé. Ta dùng cái màu này để xóa này. Cái màu này là cái chỗ này là trong trong suốt này, dùng cái này để xóa trong suốt nhé. Đây phong to này dễ nhìn nhé. Đấy. Rồi tôi vẽ lại này. Nhắc lại nhé, tôi sẽ chọn cái đường ngang, lỗi tôi không có công nhỏ lại, tôi chọn cái đường ngang là 20 thôi, 20 nhé. Để tôi một chút, thỉnh thoảng lại bị lỗi cái chỗ mà. Rồi, bây giờ tôi bỏ để là 20 đi, 20 nhé, 20, rồi. Tiếp theo tôi bấm lên chọn màu. Tôi chọn cái màu là màu màu này, màu nâu này. Đấy, rồi. Bây giờ như sau này, bây giờ tôi sẽ để không đây và tôi kẻ một đường ngang. Chọn cái này chứ, 20 nhé. Và tôi vẽ từ đầu đây. Tôi kẻ một đường ngang như thế này. Đấy. Này là chính xác đấy nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ tô màu. Tôi sẽ tô màu dùng cái chức, dùng chức năng này là tô màu này và chọn là màu xanh nhé. Đấy, bấm đây. Đấy. Như vậy tôi vừa vẽ xong cái con mèo. Và đây là vị trí bắt đầu của nó là ở đây. Nhé, là hãy để ở đây. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu lập trình này. Đây là vị trí ban đầu của mèo là ở đây nhé. Rồi, bây giờ là như sau này. Tôi chọn chức năng này. Đây, ban đầu. Ban đầu ở đây thì mèo sẽ đặt mèo là mèo sẽ di chuyển mèo về đây này. Ở đây là âm trừ 183, đây là âm là trừ 78 thì mặc định đây nó chính là vị trí đó. Đây, chính là vị trí là trừ 183 và trừ 78 ta để ở đây nhé. Sau đó ta để cho mèo là mặc định ban đầu là mèo quay về hướng bên phải. Đó. Đấy, thứ hai là point direction 90 quay về bên phải. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ mô tả chương trình chính là khi tôi bấm nút space. Bấm nút space đây tôi vào cái này bấm space thì mèo bắt đầu chuyển động liên tục sang bên phải chúng ta chú ý nhé bắt đầu này gặp cạnh bên phải thì quay lại thì làm như sau đây chúng ta làm như sau chúng ta cho cái lệnh và control cho cái lệnh là forever forever được chưa sau đó là mèo liên tục chuyển bên phải làm như sau chúng ta dùng lệnh này chúng ta dùng cái lệnh là cho mèo chuyển về phía trước là 5 bước và cứ mỗi bước như vậy là chúng ta cho mèo chuyển động một chút dùng dùng cái tính năng vì mèo nó có hai cái hình ảnh đấy, chúng ta sử dụng cái tính năng của phim hoạt hình ấy chúng ta cứ sau 5 bước thì chúng ta cho mèo thay đổi cái hình dạng đi và chúng ta vào cái looks và chúng ta cho cái lệnh là next costume thì lệnh này như sau lệnh này là lệnh mà khi mà gọi lệnh này thì đang ở costume 1 đang ở trang phục 1 mà mèo sẽ chuyển động sang trang phục 2 từ 2 là quay về 1 cứ như vậy thay đổi liên tục như thế này đó. Thì đây là lệnh chúng ta đưa vào đây như vậy là mèo nó sẽ liên tục di chuyển sang bên phải và cứ sau 5 bước thì nó sẽ đổi trang phục được chưa nhưng để như này khi mèo chạy ra bên phải mà chạy chạy hết mất cho thử nhé bấm vào đây này và bấm nút space này đấy để như này thì mèo sẽ chạy đi mất và mèo sẽ không bao giờ quay lại được thì mèo muốn quay lại thì làm như nào đó chúng ta sẽ phải xử lý một chút ở đây nhé như vậy là như sau khi mà gặp cạnh bên phải thì chúng thầy thì mèo sẽ quay lại thì chúng ta phải dùng cái lệnh rất quan trọng mà hôm nay sẽ học là cái lệnh nó lệnh gọi là lệnh là if đây lệnh if là lệnh này là lệnh dễ nhánh có điều kiện là nếu như này thì như thế này đó thì đây chúng ta phải có một điều kiện là gì là nếu mà mèo mà vượt qua bên phải thì phải quay lại bên trái thì sau lệnh if này là một ở đây là một cái điều kiện điều kiện này là điều kiện đúng hay sai người ta gọi là một điều kiện logic đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về logic ở các bài sau nhưng ở cái bài này chỉ đúng dùng một lệnh thôi
là kiểm tra nếu mà mèo mà vượt quá cạnh này, tức là khi mà cái tọa độ x của mèo nó vượt quá 240, là vượt quá cái cạnh bên phải của sân khấu, thì chúng ta phải lấy lôi cái này ra, chúng ta phải lôi cái lệnh nhà, lôi cái hàm này ra. Đây cái hàm này mô tả cái tọa độ x hiện thời của mèo đây nhé. Như vậy là x, nếu gì, nếu mà x tọa độ x của mèo mà lớn hơn 240 thì quay lại, thì chúng ta phải vào cái lệnh operator và chọn một cái biểu tượng logic so sánh. Ví dụ như đây này, đây là chính là cái chúng ta đọc sau nhé. Đây là một cái biểu thức mà trả lại là đúng sai. Nếu cái này lên cái này thì nó trả lại là đúng, còn lại thì là sai. Đó. Thì chúng ta phải làm như sau, chúng ta phải đưa cái này vào đây, đó, và đưa cái này vào đây, đó, đưa vào rất đơn giản nhé, đó. Và đây chúng ta đặt từ đây là 240. Nhưng mà đây chính là cái điều kiện là gì? Khi mà tọa độ x của con mèo mà lớn hơn 240, tức là khi mèo vượt ra khỏi sân khấu ở bên phải, thì chúng ta phải đặt lại cho mèo về bên trái bằng lệnh sau đây, bằng cái lệnh là ta vào motion và đặt cái lệnh đây, dùng cái lệnh là set x, đặt x của nó, đặt x là bên trái, tức là x bằng trừ 240. Đấy. Thì đây là cái lệnh rất quan trọng. Lệnh này để điều khiển khi mèo mà vượt ra bên phải thì chúng ta sẽ đặt lại bên trái, chúng ta để vào đây, chúng ta để dùng gì này. Đấy. Vẫn là trong vòng lặp forever, vòng lặp vô hạn nhé. Mình như vậy là vòng lặp này sẽ luôn luôn cho mèo chuyển động về phía trước là 5 bước này. Và sau 5 bước thì là mèo thay đổi trang phục một lần này. Và cứ như vậy liên tục. Nếu, đây là luôn kiểm tra, nếu mà nó vượt, nếu mà x position mà vượt ra khỏi cạnh phải thì quay lại bên trái. Được chưa? Đó, mình chúng ta quay lại chạy thử này. Bấm nút space nhé. Đây. Sang phải nó sẽ quay lại bên trái. Và cứ như vậy, liên tục. Và thế nào như vậy ở trong Scratch là cái lệnh forever này là lệnh rất là hay gặp, là ta để cho nó cái vòng lặp liên tục như vậy. Thấy không? Đó, rất là hay luôn. Bây giờ tôi muốn như này, tôi muốn là mèo khi gặp cạnh bên phải thì mèo kêu meo một cái rồi mới quay lại, thì làm như sau, chúng ta vào lệnh sao và chúng ta thêm đến cái lệnh là start sao meo, chúng ta cho vào đây. Chúng ta cho nó vào chỗ này. Thì khi mà gặp quay lại nó sẽ kêu meo. Đấy. Meo nó quay lại nó kêu meo. Đấy, thấy chưa? Thì như vậy đây chúng ta đang vừa mới hoàn thành được một cái chương trình này. Chương trình rất là hay, là chúng ta sử dụng những cái lệnh liên quan đến cái trạng thái hay liên quan đến thuộc tính của mèo. Đấy, thấy chưa? Lệnh này là như sau, lệnh này là tôi mô tả lại lệnh này nhé. Lệnh này là như sau, lệnh này chính là cái lệnh tôi mô tả là mèo di chuyển ngang trên sân khấu vĩnh viễn trên sân khấu. Thành công, thấy chưa nào? Đấy. Rất là hay nhé. Được chưa? Đấy. Mà chúng ta thấy là có cái lệnh, các bạn nhìn thấy vừa lệnh forever này, cái lệnh move này và lệnh next costume là lệnh thay đổi trang phục, nhưng mà lệnh trang phục này là để giúp cho chúng ta mô tả này con mèo là di chuyển vô hạn nhé. Thì với bài này thì chúng ta sẽ làm lại bài này và chúng ta sẽ mô tả một cái hoạt động khác. Vì không phải là mèo mà là người. Tôi cho người là chuyển động từ trái sang phải màn hình và cái hết phải nó quay lại bên trái, nhưng mà là người thì làm như thế nào? Đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tiếp theo là tương tự bài này, nhưng mà chúng ta không phải là mèo mà là người. Đây chúng ta làm như sau. Chúng ta lưu một cái chương trình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thử là với nhưng mà chúng ta là người chứ không phải là mèo. Nhé. Chúng ta xóa cái mèo đi, bọc mình là xóa mèo đi và chúng ta thêm vào. Thì đối với người thì có phải cái người nào mà nó mô tả được cái việc chạy ở trên màn hình cơ, thì ở trong Scratch nó có hai nhân vật đó rất quan trọng. Đây này, đây là một nhân vật này. Đấy, chạy như người chưa nào? Đấy. Và nhân vật thứ hai là phía dưới này. Chúng ta chọn people đi và chọn một người nữa ở phía dưới này. Thì đây sao nhỉ? Đây này. Đấy. Cái này nhé. Đấy. Tôi lại thử cái này đi. Đấy. Người này ở đây nhá. Đó. Bây giờ tôi xong người này nè. Tôi xong costume của nó nhá.
thì cái cắt xương của ông này là cái anh đầu là như này, cái anh thứ hai là thế này, hai anh đầu này là sai, họ làm sai, anh thứ ba là đúng này, đây là nó chạy này, chạy này, chạy đúng này. Như vậy tôi sẽ xóa đi hai anh đầu tiên, cái này bị sai, tôi xóa này, cái thứ hai là xóa đó. Thì bây giờ chúng ta có một người là hoàn chỉnh, như là đây là trang phục 1 này, trang phục 2, trang phục 3, trang phục 4, trang phục 5. Và trang phục này là đúng là chúng ta cho nó chạy liên tục thì nó chính là mô phỏng cái người đang chạy ở trên màn hình. Được chưa? Rồi, thì bây giờ làm như sau. Chúng ta cho người này sẽ bắt đầu sẽ đứng ở đây. Đấy, chỉ bất kỳ ở đây. Nha. Bây giờ tôi muốn cho người này là bé đi làm thế nào? Được, bé đi. Và chúng ta sẽ thêm một điều kiện nữa. Như vậy là ngoài cái thuộc tính là hướng ra, còn có một cái thuộc tính rất quan trọng nữa là kích thước. Đấy. Kích thước là tính theo phần trăm. Mặc định là mỗi một nhân vật đưa ra màn hình là có kích thước là 100%. Kích thước này anh gọi là size nhé, size. Thì mặc định là size 100%. Chúng ta có thể điều khiển cái kích thước này cho nó lớn hoặc là bé đi là tùy chúng ta. Đấy. Ví dụ là đối với cái như vậy kích thước này là một thuộc tính rất quan trọng. Đó, chúng ta biết là tên là thuộc tính này, vị trí của nhân vật này, XY là thuộc tính này, hướng là thuộc tính này và kích thước của thuộc tính. Đây. Bây giờ cái người này nhé, cái người này của chúng ta bây giờ chúng ta muốn cho nó bé đi một tí này. Đấy. Thì ở đây có kích thước này là size này. Chúng ta cũng lập trình. Bây giờ tôi muốn là đây là vị trí ban đầu của nó nhé. Đây, tôi làm như sau. Tôi vào đây, tôi mô tả ban đầu người này sẽ chuyển về vị trí này, được chưa? Sau đó là quay về bên phải, được, đồng ý. Và lệnh thứ ba là lệnh cho nó bé đi một chút. Tôi vào cái lệnh looks và vào cái lệnh là set size. Đó. Đây là lệnh là thay đổi kích thước của nhân vật hiện thời. Đây là một thuộc tính của nhân vật rất quan trọng. Chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ nhân vật đó trên màn hình. Vì cái này tôi muốn cho anh ta, tôi muốn cho con này nó bé đi một tí cho nó đẹp hơn, để nó hơi to quá. Tôi sẽ giảm cái này đi, tôi để là 50% thôi. Đấy. Đấy. 50 hay bé quá, tôi để là 60 đi. 60 thì đẹp hơn. 60 nhé. Đấy. Như vậy là hợp lý rồi, tôi để ở đây nhé. Đấy, được chưa? Đấy, để ban đầu là ở đây. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi sẽ mô tả giống như con mèo con đấy nhé. Người này sẽ chuyển động về về bên phải, gặp cạnh bên phải thì quay lại ở bên trái, cứ như vậy đi đi nhé. Đây mình tôi mô tả sau này. Tôi vào cái lệnh là khi bấm phím space nhé. Sau đó là chúng ta vào vòng lặp là forever. Rồi. Xong là forever này là người này sẽ luôn chuyển về đi về phía trước là ví dụ như là 5 bước. Vội quá đúng không? Ở đây ta để lên là 5 bước nhé. Sau đó là dùng cái lệnh là looks và cái lệnh là next costume. Đấy, thì đây là hai cái lệnh nó sẽ giúp cho chúng ta mô tả người đúng là di chuyển thật. Sau đó chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là if. Đấy, chúng ta như này. Nếu mà tọa độ của người này mà vượt ra ngoài màn hình, nếu đây chúng ta vào cái lệnh if, chúng ta vào cái nhóm là toán toán tử này và cái điều kiện là lớn hơn này nhé. Nếu này chúng ta vào motion và chọn cái tọa độ x, đây x, nếu mà x position của người đó mà lớn hơn 240, tức là người đó là vượt ra bên phải của màn hình, thì chúng ta dùng lệnh là set x đặt lại. Đây, cho được cái này vào đây nhé. Đấy, đặt lại set x bằng -240, -240 đó, và đưa cả cái này vào đây. Được chưa? Đấy, thành công nào? Và như vậy chúng ta thấy là đây chạy thử nhá, đây này. Đấy. Chưa nào? Là rất đẹp rồi, nhìn rất đẹp rồi đúng không nào? Đấy. Bây giờ nó muốn cho nó chạy nhanh chậm hơn thì làm như này. Thì chúng ta cho cái này bé đi một tí, để là 3 hết, nó chậm hơn một chút nhé. Làm lại này. Anh chị đợi. 3 anh chậm hơn hay là 5 đấy nhỉ? Còn lại để là 5 nhé. Để là 7 bước để chậm hơn. Nào. Đấy, thế thôi nhé. Nếu chúng ta muốn cho nó chậm lại làm như này, thì tôi có để là 5 bước nhé, 5 bước này. Chạy lại thử này, 5 bước này.
Đó. Nếu mà nó thấy nhanh quá thì làm như sau này. Thì chúng ta có cái mẹo là như sau này. Thì chúng ta sẽ chèn vào đây một cái lệnh để cho nó dừng một chút. Này tôi vào cái console này, này tôi vào cái lệnh wait. Nhưng không phải wait 1 giây mà chúng ta cho wait là 0.1 giây. Ở chỗ này, lệnh wait này cho phép là nhập một cái số là thậm chí là phần trăm của giây nhé. Thì nó sẽ bé lại, vì tôi để này vào đây. Nó sẽ chậm lại một chút. Đấy. Chạy thử nhé, xem nó có chậm không. Ủa, chậm quá. Bây giờ tôi sửa chỗ này là 0.02. Đấy, tôi biến nó dựng này được thoải mái, chạy thử nhé. Đấy. 0.02 vẫn là hơi nhanh, tôi sửa lại một chút là 0.0005 sẽ chậm hơn. Nhanh hơn một chút. Này tùy các bạn nhé, chúng ta làm nhiều nó quen thôi nhé. À, rồi, thế bây giờ hay nữa này, bây giờ này tôi muốn là người này sẽ chuyển động nhưng mà khi hết một sân khấu thì lại hiện ra một sân khấu khác cho nó hay. Được rồi, làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ vào sân khấu và chúng ta vào đây và chúng ta sẽ chọn sân khấu khác để mô tả các sân khấu mà người này di chuyển, cảm giác như di chuyển từ phố này sang phố khác vậy, chỗ này sang chỗ khác, rất là hay. Như em bé này đang, như em bé này đang gì, đang đang đi du lịch vậy. Mình ta bấm vào đây ta chọn là sân khấu này nhé. Đây ban đầu em bé đó là ví dụ xuất phát từ ở nhà mình này, đây từ nhà mình đây nhé, ban đầu này. Đấy, mình ta xóa cái này đi nhé, ban đầu là từ ở nhà mình là ở đây nhé. Rồi sau đó chúng ta bấm lên cho thêm sân khấu, nhảy ra ngoài đường này sẽ em bé đó sẽ qua đâu, em bé đó sẽ nhảy ra ngoài đường sẽ ra đây nhé, sẽ ra đây. Đó, đây là sân khấu thứ hai. Chúng ta sang sân khấu thứ ba, nhảy sang sân khấu thứ ba là đi ra đường phố đây, sang bên này. Đấy, đường phố thứ ba nhé, sang tiếp tục sang đường phố thứ tư là cái chỗ này, xong đến tiếp theo nữa là đến cái sa mạc nào đó đây. Tìm chỗ nào lạ lạ một tí nhé. Đến chỗ này chẳng hạn, sau đó lại sang tiếp một chỗ khác nữa như là chỗ này chẳng hạn, được chưa? Sau đó đi về nhà. Đấy. Đấy thì nó sẽ là cái lệnh này này, cái lệnh mà bấm vào đây nhé. Cái lệnh next cut là cái lệnh này tôi sẽ làm như sau nhé. Khi mà người này mà hết đi hết sân khấu nhé, thì khi mà chuyển về x về 240, tức là khi nào chuyển về đầu sân khấu thì chúng ta có lệnh là chuyển sân khấu. Đó. Thì ở trong phần mềm nó có lệnh sau đây. Chúng ta vào lúc nó có cái lệnh là như này. Cái lệnh là đây, chúng ta xem nhé. Cái lệnh là next backdrop. Đây là cái lệnh là chuyển sang sân khấu tiếp theo. Thì ban đầu mỗi một sân khấu, đây là chúng ta vào đây nhé, mỗi sân khấu nó có một cái tên riêng đây, đây 1 2 3 4 nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau. Khi mà ban đầu và chương trình ban đầu ở đây nhé, ban đầu ở đây này, ở đây nhé, thì tôi đặt cho nó vào lệnh lux và đặt cái lệnh là switch backdrop to. Đây chọn ở đây là ban đầu là bedroom, là cái sân khấu ban đầu. Thì đây là cái lệnh mà đặt ban đầu là em bé đang ở đây, được chưa, từ nhà mình nhé. Còn ở đây chúng ta sẽ cho lệnh này, khi mà em bé mà đi hết một cái bên phải màn hình, khi quay lại màn hình mới đấy, cái lệnh đầu thì sẽ chuyển, đây là chuyển sang sân khấu tiếp theo. Cái này lệnh rất quan trọng nhé. Đó, rồi chúng ta xem thử nào. Đây chúng ta bấm nữa. Mèo em bé bắt đầu đi em bé bắt đầu đi du lịch nhé. Ở vào đây em bé đi từ nhà mình này, ra khỏi nhà mình này, sẽ sang chỗ khác, nhà khác, thấy không nào? Và cứ như vậy đi từ cái sân khấu này sang sân khấu khác. Đó, đi sang một cái sân khấu mới đây rồi nhé. Đó, bạn thấy không, nó rất là hay. Như vậy là ở đây chúng ta, bây giờ chúng ta có thể đưa thêm ở đây những cái lời nói hay là chữ, thì chúng ta có thể mô tả hẳn 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 câu chuyện. Em bé vừa đi vừa nói hết một cái cảnh này, em bé nói là tôi bây giờ tôi chuyển sang chỗ mới đây, tôi mô tả chút đẹp cho các bạn xem. Thì như vậy đây là trở thành một câu chuyện hoạt hình rất là hay, chúng ta thấy thấy rõ không nào nhé. Đấy, nhưng mà đây là một cái chương trình rất đơn giản thôi, nhưng mà là hôm nay chúng ta học được cái lệnh này, chương trình này là mô tả em bé là đi qua các sân khấu khác nhau. Đấy, để tôi ghi lại cái này.
đặc trưng cho nó là em bé đi du lịch nhá. Đây. Em bé đi du lịch nhá. Du lịch. Đấy. Được chưa? Tất cả thì dựa trên một vài cái tính năng mà chúng ta đã biết. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo. Vẫn là những cái lệnh đó thôi, vẫn là những cái lệnh liên quan đến các thuộc tính của nhân vật như là kích thước, là tọa độ này, hướng này. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ làm một cái trò chơi như này một cái rất là hay thôi. Là chúng ta làm như sau, chúng ta mô tả như sau này. Tức là như này. Chúng ta cho con mèo là luôn đứng giữa màn hình và chúng ta cho con chuột di chuyển xung quanh màn hình một cách là tương đối là ngẫu nhiên, học cạnh thì quay lại và mèo sẽ luôn nhìn về con chuột, coi như rất thèm phòng thèm nhưng mà bị khóa lại không đi không đi được, thấy chưa? Như vậy cái bài tập tiếp theo, trình tiếp theo là chương trình mà có hai nhân vật khác nhau, mèo và chuột. Chuột di chuyển tự do trên màn hình, mèo thì luôn đứng ở vị trí cố định nhưng mà mèo luôn hướng về nhìn về con chuột và muốn ăn chuột nhưng không làm nào được. Đấy, bây chúng ta làm tiếp, chúng ta lưu một trình mới và làm một chương trình mới nhé. Nhưng mà càng ngày nó có thấy nó sẽ càng khó hơn. Con mèo là ở đây rồi nhé. Rồi chúng ta thêm vào đây là con chuột, chúng ta thêm vào đây một con chuột nữa đây nhé. Đây, tìm con chuột nhé. Con chuột là nó có bắt đầu từ chữ M là mouse. Ồ, ở đây là con chuột đấy nhé. Đấy, chuột sẽ nằm ở đây này. Đấy nhé. Thì chúng ta có thể lập trình riêng cho mèo một chuột khác nhau, là mèo chuột có thể lập trình độc lập với nhau, hoàn toàn với nhau. Rồi thế bây giờ tôi lập trình cho chuột trước nhé. Chuột sẽ như sau này. Chuột sẽ là con vật mà nó sẽ di chuyển tự do trên màn hình nhé, cũng như trên màn hình. Đây, mình sẽ làm như sau. Bắt đầu chuột sẽ ở đây nhé. Chúng ta lập trình cho chuột trước nhé. Đây, chúng ta đang bấm vào đây, chọn gõ là chữ mèo này. Mèo nhé, đây là con mèo. Đây, chúng ta như vậy là mèo chuột đều có tên cả nhé. Chúng ta gõ vào đây, chúng ta gõ chữ mèo. Đấy. Và bấm vào chữ chuột này, chúng ta gõ chữ chuột. Như vậy là các con vật của chúng ta đều có tên cả nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ lập trình cho chuột nhé. Chuột thì là lập trình giống nãy, là chuột sẽ di chuyển tự do trên màn hình, gặp cạnh thì quay lại. Chúng ta mô tả như sau này. Cũng như vậy là chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ kho chuột. Thôi được, mà ban đầu thì như sau. Ban đầu chuột sẽ ở đây nhé. Ban đầu này chúng ta vào chỗ này, chúng ta chọn cái lệnh này. Được chưa? Ban đầu là chuột ở đó. Đây. Chuột lệnh này. Ban đầu là chuột ở đây. Nhưng mà tôi muốn là gì? Tôi muốn là ban đầu thì chuột không phải là quay về phía 90 độ, mà tôi muốn quay về một cái hướng khác. Ví dụ tôi để quay là hướng 45 độ chẳng hạn. Đấy. Thậm chí các bạn thấy ở trong Scratch nó có một lệnh rất hay. Nó luôn, các bạn không phải học luôn. Là cái lệnh nó cho phép chúng ta lựa chọn một giá trị là ngẫu nhiên bất kỳ. Không phải là một số bất kỳ luôn. Thì lệnh đó vẫn nằm trong cái lệnh operator. Nó có cái lệnh rất quan trọng là lệnh này. Lệnh là chọn một cái số ngẫu nhiên. Lệnh này là rất hay sử dụng. Trong các trò chơi là chúng ta muốn lựa chọn hay các chương trình như vậy thôi. Lựa chọn cái giá trị ban đầu là ngẫu nhiên cho nó hay. Thì bài này là bài tôi muốn là con chuột ban đầu sẽ hướng về một hướng là ngẫu nhiên nào đó nhé. Thế ta chọn là pick random từ 1 cho đến những từ 1 cho đến tôi muốn là từ 1 đến 360 độ cho nó thật hình dáng đi. Như vậy là hướng về một hướng bất kỳ từ 1 đến 360 độ. Tôi để cái này vào đây. Thì như vậy đây chính là cái hướng ban đầu của chuột đây. Tức là cái ban đầu của chuột. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh chuột di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Một gặp cạnh thì quay lại. Chúng ta vào cái lệnh event này, chọn cái là khi bấm phím space thì bắt đầu trò chơi. Được chưa? Rồi. Thì như sau là chuột sẽ gì? Chúng ta vào cái lệnh là forever là ngẫu nhiên nhé. Và chuột sẽ di chuyển nhanh trên màn hình. Dùng cái lệnh là move 10 độ đi, 10 bước đi. Chuột thì nó không có hai nhân vật. Nó có hai tốt quá. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là next costume để cho chuột nó di chuyển nhé. Di chuyển là phải nó còn động chân tay, nó còn động đậy. Và góc cạnh thì quay lại, chúng ta dùng cái lệnh này, tôi biết rồi, dùng cái lệnh là if on edge bounce.
lệnh mà khi chuột bỏ cạnh thì bật trở lại theo 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 góc đối xứng gương. Đó. Thấy không nào? Đó. Thế là chúng ta lập trình chỉnh cho chuột, chết chuột thế này, chuột di chuyển như thế này. Đấy. Một cách rất là ngẫu nhiên, được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp theo cho mèo. Bìa mèo đứng yên một chỗ, mèo không làm gì được cả, mèo chỉ thòm thèm nhìn chuột thôi. Chúng ta bấm vào đây. Đấy. Thì bắt đầu như thế này. Ban đầu đây, ban đầu khi mà bắt đầu vào chương trình thì mèo sẽ luôn ở vị trí là 0-0. Tôi quyết định mèo lại vị trí 0-0 nhé. Sau đó khi bắt đầu chơi thì mèo sẽ luôn nhìn về con chuột. Thì làm như thế nào? Đây, chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào lệnh. Đây, khi bắt đầu chơi là khi người dùng bấm phím space thì mèo sẽ luôn nhìn về con chuột. Làm như sau, chúng ta vẫn để trong cái vòng lặp là forever như bình thường. Nhưng mà chú ý, chúng ta sẽ cho mèo lặp lại cái lệnh là luôn nhìn về phía trước như thế nào. Chúng ta vào code, chúng ta vào cái lệnh là motion, và còn một lệnh rất quan trọng đây, lệnh này. Đây là lệnh là nhìn về hướng nào đó. Thì chúng ta bấm vào đây và chọn là chuột. Thì lệnh này là lệnh là mèo sẽ hướng về chuột. Hướng về chuột. Nhưng cho nó vào bên trong vòng lặp vô hạn thì như vậy là lệnh này sẽ lặp lại vô hạn lần. Cho nên là khi mà chuột mà di chuyển thì mèo sẽ hướng, mèo sẽ xoay theo cái hướng của con chuột. Như vậy khi đi vào đây thì mèo sẽ luôn luôn hướng về con chuột. Chúng ta chú ý. Nhưng mà có thấy là như vậy cái lệnh forever là lệnh rất hay sử dụng ở trong Scratch. Rất quan trọng nhé. Đó. Đi làm cho thử này. Bắt đầu này, chuột này. Lệnh thấy không? Mèo luôn luôn quay hướng chuột. Chuột quay đến đâu thì mèo sẽ quay hướng đó. Đấy, nhưng mà đây là cái bài tập rất đơn giản thôi, nhưng mà là như vậy là chúng thấy là như vậy là mèo chúng ta có thể quan điều khiển để mà mèo luôn luôn quay về hướng chuột, là như vậy giữa hai nhân vật mèo và chuột nó có quan hệ với nhau. Đấy. Thông qua cái lệnh là point towards là cái lệnh là mèo luôn nhìn về phía chuột. Hay không nào? Đấy. Rất là hay luôn nhé. Đó. Đấy. Được chưa? Thì bên này chúng ta mới học, chúng ta chưa học, không thể làm sâu hơn được nữa, chúng ta không thể dùng được, hay chúng ta chưa biết làm thế nào để thực hiện được cái lệnh là mèo vồ chuột, chúng ta chưa làm được. Thì cái bài tập mà vẫn bài này thôi, nhưng mà chúng ta mở rộng ra để cho mèo vồ được chuột, bắt được chuột thì phải sang đến cái bài sau nữa, vài bài nữa. Còn mà cái bài hôm nay chỉ là cái bài đơn giản, chỉ mô tả các cái mô tả những cái lệnh đơn giản liên quan đến thuộc tính của nhân vật thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta bài này chúng ta ghi lại nhé. Ghi lại là mèo vườn chuột đi, nhưng mà vườn chuột đây là vườn chưa ăn được, mèo vườn vườn chuột nhé. Đấy. Thấy không? Đấy. Như vậy là vào cốt của chuột xem. Các bạn có thấy hay không nào? Như vậy là hôm nay là buổi thứ hai, nhưng mà các bạn thấy là chúng ta đã làm được rất nhiều cái trò chơi đơn giản được chưa? Rồi bây giờ tôi nói thêm sang một thuộc tính nữa của nhân vật là như thế này, cũng rất hay sử dụng. Tức là ngoài cái thuộc tính ở đây nhé, là như vậy là tên này, vị trí này, vị trí của tâm này, vị trí của nhân vật đấy nhé, hướng này và kích thước, thì còn có một cái tính nữa là cho phép như vậy, đó là ẩn hay là hiện, hiện hay là ẩn, hiện hay là ẩn. Đấy. Thì bình thường các nhân vật là hiện, mà tôi có thể ẩn đi, thì các bạn thấy là sau này chúng ta thấy là có rất nhiều cái trường hợp mà là cho phép là ẩn đi nhé, ẩn đi. Rất là hay luôn. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái đó nhé. Thì cái ẩn đi nó nằm ở đây. Trong các lệnh của chương trình ấy, thì đây là cái lệnh mà đây chúng ta vào looks, nó còn có lệnh là đây. Đây là lệnh là show, lệnh hiện này, và hai là ẩn. Đấy. Nhá. Mặc định là nó hiện, chúng ta sẽ bấm lệnh hai nó sẽ ẩn đi. Bây giờ ở đây là mèo bấm hai này. Đấy, mèo ẩn đi chưa? Ẩn đi rồi, bấm sâu ra hiện ra này. Như vậy là ẩn hiện nó cũng là một thuộc tính của nhân vật nữa. Cái tính này là cũng hay sử dụng. Bây giờ tôi mô tả cái lệnh đó nhé. Đây, bây giờ tôi mô tả như sau. Bây giờ tôi new một cái chương trình mới này.
Vì như sau này, bây giờ tôi mô tả như sau này. Bây giờ tôi sẽ mà xóa con mèo đi và quả bóng. Tức là tôi mô tả quả bóng này là như là rơi từ trên xuống đất, từ trên mái, trần rơi xuống đất, thẳng xuống đất. Khi gặp đất thì mèo con bóng nó sẽ biến mất và hiện lại ở phía trên, cứ thế nó rơi xuống và mất đi, xong hiện lên ở phía trước ở vị trí khác lại rơi xuống nó mất đi, cứ như vậy nó mất đi trong khoảng 1 giây xong lại hiện lại ở phía trên lại rơi xuống, được chưa? Thì chúng ta mô tả của cái trò chơi này là coi như là mô tả quả bóng rơi nhé, và có thể mô tả nhiều bóng cùng một lúc, mà chúng ta mô tả một quả đã nhé. Rồi thì làm như sau, chúng ta mà cho cái bóng này là xuất hiện từ phía trên của trần, phía trần của sân khấu, sau đó là nó sẽ bắt đầu rơi xuống. Mà này chúng ta làm một bước thôi là kích chuột, là kích lá cờ là chơi luôn, kích lá cờ là quả bóng xuất hiện ở phía trên và rơi xuống nhé. Và khi rơi xuống gặp đất thì nó sẽ mà thì nó sẽ ẩn đi và hiện lại ở phía trên. Được rồi, chúng ta làm như sau nhé. Đây chúng ta rất đơn giản thôi, thì ban đầu này đây là chúng ta, sau chúng ta làm một lần thôi, chúng ta không cần thiết phải dùng sự kiện là space nữa. Như vậy là ta kích và lá cờ là quả bóng là xuất hiện luôn. Thì ban đầu mặc định là như thế này, khi mà chúng ta kích quả bóng thì chúng ta sẽ thiết lập quả bóng là như sau, thiết lập cho nó là nó thì là nó hiện ra luôn, hiện ra thấy chưa. Sau đó chúng ta sẽ đặt quả bóng lên nằm ở phía trên cùng của màn hình, nằm đây chẳng hạn, làm như nào đấy, rất đơn giản thôi. Chúng ta không cần dùng lệnh là go to xi đâu, mà chúng ta không này, mà chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là set y, là thiết lập y nhá. Đây này là ở phía trên chúng ta đặt x gì, set y của nó là set y của nó là vị trí trên cùng, nhưng như vậy là đây là 180 nhá, là phía trên máy tính cái bản cái bản CAD này nó bị lỗi đấy, các bạn thấy, tức là nó khi chúng ta phải không không gõ được, chúng ta sẽ phải gõ bên ngoài một chút. Như vậy đây sẽ là 180, như vậy là y là ở phía trên cùng. Còn xy đây, xy tôi đặt xy là vị trí bất kỳ nằm ở từ đây tới đây. Nhưng mà tôi đặt ở đây là đặt cái chức năng là chọn một cái random, một cái random là vị trí xy nó là trong khoảng là trừ 200 đến 200 đấy nhé, đến đến 200 đấy. Đây là ban đầu của bóng nhé. Sau đó tôi sẽ cho cái bóng là liên tục là rơi xuống. Đấy, chúng ta nó phải luôn luôn phải dùng cái vòng lặp là vô hạn, forever, và cái bóng sẽ bị rơi xuống như sau. Dùng lệnh gì rơi xuống nhỉ? Dùng lệnh này, dùng cái lệnh là không phải là go to xi, mà chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là train y. Đấy, train y by, vì tôi trên y by là trừ 10 nó sẽ rơi xuống, thấy không nào, rơi xuống. Nhưng mà để như này trong là vô hạn này nó sẽ rơi xuống mãi, và nó sẽ rơi xuống dưới và nó dừng lại đấy. Bây giờ muốn như sao thì cần đồ bài là khi bóng rơi xuống phía dưới thì nó kêu pop một cái và nó mất đi và hiện lại ở phía trên, làm như nào? Đây chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta bắt buộc phải có một lệnh là điều khiển if nữa, chúng ta đưa về một lệnh if này, if quả bóng mà rơi xuống dưới, tức là như này, khi mà đây, khi mà if nhé, khi mà cái tọa độ y của nó mà bé hơn đây, khi này đây, khi mà cái tọa độ y lệnh y position này, khi mà cái y position này, này mà nhỏ hơn, giữa nhỏ hơn là trừ trừ 120 nó ở phía dưới rồi đấy. Đó. Thì chúng ta có là mất đi và nó kêu pop một cái đây nhé, thì chúng ta sẽ cho nó kêu, trong máy nó có lệnh cho nó kêu pop một cái này, sau đó nó ẩn đi. Đấy, bây giờ dùng chức năng là ẩn đấy nhé, chúng ta vào looks và chọn cái lệnh là nó ẩn đi. Đấy, như vậy nó ẩn đi, và ẩn đi sau sau 1 giây, sau 1 giây thì lại hiện lại, sau 1 giây đó. Sau 1 giây thì lại hiện lại là như sau, nhưng mà hiện lại ở vị trí khác ở phía trên này, thì sau 1 giây thì chúng ta cho nó hiện lại như sau, chúng ta sẽ làm như sau,
chúng ta sẽ lại set y, chúng ta copy cái này vào này. Đấy. Các bạn chú ý là trong Python, trong Scratch có lệnh là copy hai lệnh này nhé. Chúng ta bấm chuột phải ở đây và chọn lệnh là duplicate, nhưng mà nó copy hai lệnh đó. Đấy, chúng ta kéo đây. Đấy. Và chúng ta khi xếp đây, chúng ta cho nó hiện lại, ta vào lúc chúng ta cho nó là cái lệnh là show, show đây này. Đấy nhé, nhắc lại này, chúng ta là forever nhé, là luôn là giảm y xuống, giảm y xuống. Nếu mà cái tốc độ của y mà xuống dưới 120, tôi nằm phía dưới màn hình ấy, đủ dưới rồi thì kêu pop một cái, xong ẩn đi, coi như cái bóng mình vỡ đi, đợi một giây thì sẽ hiện lại, nhưng mà hiện lại đâu, hiện lại ở vị trí là y bằng 180, lại chỉ lại phía trên và x chỉ lại vị trí bất kỳ khác, ngẫu nhiên khác, và sâu hiện trở lại. Đó. Chúng ta chạy thử nhé, này, người xuống đây, thấy chưa? Đấy. Bây giờ tôi cho ta sửa một chút nhé, cho nó chậm chậm một tí này, trên là trừ đi 4 thôi, mình sẽ chậm lại và cho nó bóng bé lại một tí nhé. Tôi dùng cái lệnh này, tôi dùng cái lệnh là lux cho nó bé lại, cái quả bóng này hơi to quá. Dùng cái lệnh là set size cho nó giảm đi khoảng 80-70% thôi, cho nó ngay đầu tiên này này. Đấy. Chạy chậm chưa thôi, chạy chậm rồi nhớ. Đấy. 120 thì nó chìm xuống tí, đến đây là trừ 150 đi, 50. Đấy. Chuyển lại thử nhé. Đấy, được rồi đấy, thậm chí cho nó xuống thêm một tí nữa đi, là trừ một, trừ 170 đi, trừ 180 rồi nó có vào được không nhé, trừ đi, trừ đi, trừ 180 là trừ bản dưới này, xem nó có chịu không nhé. Rồi đấy, như vậy là bóng nó xuống dưới và nó sẽ mà lại bật lại ở phía trên nhé, lại phía trên. Đó. Bây giờ tôi muốn hay nữa nhé, là khi bóng mà mất đi rồi hiện lại thì nó sẽ chuyển sang cái màu khác. Vì một bóng này là nó có ba, cái bóng này nó có ba cái trang phục, ba màu khác nhau. Vì tôi muốn khi nó hiện lại nó sẽ chuyển sang màu khác, được không? Hoàn toàn được. Đây, đây này. Khi mà đây là chỗ nào chỗ chuyển lại nhé, thì tôi sẽ cho lệnh sau đây này, các bạn chú ý lệnh rất quan trọng này. Lệnh là switch custom to. Đây. Tôi muốn cho nó chuyển sang một cái màu ngẫu nhiên. Đây, đây này này. Đây là lệnh mà nó khác lệnh này, nhưng đây là lệnh là chuyển sang trang phục tiếp theo. Còn cái này là chuyển sang trang phục ngẫu nhiên. Các trang phục đánh số từ 1 cho đến N. Đây là ví dụ, đây là 1 2 3. Tôi sẽ chuyển sang. Ở đây này, tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ cho cái lệnh sau đây vào lệnh operator, chọn là chọn cái pick random và đặt ở đây là từ 1 đến 3. Như vậy là khi bóng xuất hiện lại, nó sẽ chuyển sang một cái trang phục là ngẫu nhiên khác. Như vậy là bóng sẽ đổi màu ngẫu nhiên. Tôi đưa đây vào đây. Đấy. Và bây giờ các bạn chạy lại, có thấy là bóng nó sẽ đổi màu. Đấy, đổi màu chưa? Đổi màu. Đấy, rất đẹp luôn nhé. Đấy. Thì chúng ta chạy lại trình này nhé. Chạy lại trình này. Như vậy là quả bóng rơi xuống từ trên xuống là ngẫu nhiên. Chậm chậm ngẫu nhiên. Cặp đáy thì nó sẽ kêu pop mất đi. Và sau một giây hiển thị lại ở phía trên và đổi màu ngẫu nhiên. Đó. Bạn thấy không nào? Bây giờ chúng ta ghi lại một bài này. Như vậy bài này là cái bài mà tương đối là khó một chút, nhưng mà nó cũng rất đơn giản thôi, là bóng, mô tả bóng rơi nhé, mô tả bóng rơi. Đấy, cái bài rất là hay, mô tả bóng rơi, được chưa? Bài này là bài tập về nhà, là các bạn làm như sau, là các bạn mô tả không phải là một quả bóng mà mô tả cho tôi ba quả bóng đi, làm như nào? Bài tập về nhà là mô tả, cái bài này là mô tả bóng rơi nhé. Đấy. Như vậy chúng ta vừa mới, như vậy là tôi vừa mới nói thêm các bạn thêm một cái thuộc tính là liên quan đến là trang phục nữa đấy. Đây này, như vậy là bản thân trang phục cũng là thuộc tính nhé, chúng ta chú ý. Trang phục. Như vậy là nó có rất nhiều thuộc tính. Một nhân vật có rất nhiều thuộc tính. Có tên này, vị trí này nhé. Có hướng này, kích thước này, trạng thái ẩn hay là hiện này, và trang phục. Để thực ra còn thêm cái nữa mà hồi trước tôi mất một cái trang phục, một cái thuộc tính nữa là âm thanh nữa. Âm thanh.
âm thanh cũng là các cái thuộc tính đi kèm với nhân vật. Một nhân vật có thể kèm rất nhiều âm thanh, và chúng ta có thể dựa vào cái chức năng, chúng ta có thể cho âm cho nhân vật là vừa nói vừa hát thoải mái rất nhiều bài hát được khác nhau. Như vậy là có rất nhiều cái thuộc tính khác nhau của nhân vật nhé. Bây giờ cho các bạn một số bài tập như này để cho các bạn thêm cái nhân vật đấy nhé. Đây, mô tả ba quả bóng đi, mô tả nhé, mô tả ba quả bóng. Đấy, đây là bài tập về nhà, các bạn làm thử nhé. Ba bài. Bài một là viết chương trình mô tả mèo vần chuột, mèo luôn đi sau chuột, chuột sẽ chuyển động ngẫu nhiên, các bạn thì quay lại. Bài này khác bài nãy nhé, bài này là mèo sẽ đi theo đi luôn đi sau chuột. Bài số 2 là viết chương trình mô tả bốn con vật nối đuôi nhau đi vòng quanh màn hình. Bài số 3 là mô tả ba quả bóng trong ngoài một quả bóng, ba quả bóng rơi nguyên từ trên xuống đất, cặp đất thì có tiếng pop và biến mất xoay xuyển lại từ phía trên nhé. Được chưa? Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ. Các bạn về làm bài tập đi nhé. Dạ. Hôm nay có thể khó hơn không? Có thể khó hơn không? Khó hơn chút này. Khó hơn đấy. Càng sau nó càng khó dần nhé. À, các bạn chú ý là không không hiểu thì phải hỏi hỏi ngay nhé. Vâng ạ. Ừ.